Sử dụng vỏ chai nhựa phế thải để trồng rau quả sạch là sáng kiến của nông dân Nguyễn Văn Phát ở thôn Ngọc Dạ, xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành của tỉnh Quảng Ngãi. Cách làm này đã mang lại thành công trong việc trồng rau sạch, đem lại hiệu quả kinh tế cao và được người tiêu dùng đón nhận. Đây là vườn khổ qua có được từ sáng kiến của nông dân Nguyễn Văn Phát, thôn Ngọc Dạ, xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi. Toàn bộ trái khổ qua được anh Phát tìm cách đưa vào bên trong từ những chai nhựa phế thải ngay từ khi vừa ra hoa kết nụ. Cách làm này ngăn chặn hiệu quả các loại côn trùng gây hại, giúp trái khổ qua phát triển nhanh, hình thức đẹp và đặc biệt an toàn cho người sử dụng. Ổ qua đã trồng so với ổ qua mà tầm giá nhất là mình trồng nó cũng nhanh hơn. Đó. Cái thứ hai là khi mà vô trong này là cái vỏ chưa là nó cứng hơn giấy, nó bảo vệ được. Ví dụ mưa gió này kia nó không có rõ, nó còn giấy là đã hậu nó rõ, mưa nặng quá nó cũng tuột, mình phải sửa lại, nó căng còn đây hết trầm vô là rồi. Có khi mà nó còn nhỏ con mà nó bị chết đó, lớn lên giấy thì mình cánh bỏ thôi. Còn việc trồng đây á là theo tôi trồng á, tôi có bò nhiều, phân chuồng nhiều, tôi đông phân bò vô tôi trồng, tôi bón gió nó cũng khỏe chen, 15.000 một tí nè. Chợ thì họ phải nằm trong đây nè, họ mê thôi, sạch. Thân là cũng ăn hòa mà ăn sống rồi bình thường. Bằng kinh nghiệm của một nhà nông, anh Nguyễn Văn Phát tận dụng nguồn phân chuồng để bón cho khổ qua, cung cấp đủ nước và hạn chế tối đa việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong phòng trừ sâu bệnh. Với diện tích chưa đầy 250 m², trung bình mỗi ngày vườn khổ qua cho thu hoạch 10 kg và được bán với giá 15.000 đồng 1 kg ngay tại vườn. Với thời gian thu hoạch kéo dài gần 3 tháng, anh Phát thu về 15 triệu đồng sau hơn 4 tháng canh tác. Đầu tiên là lồn thì thấy cũng có được hiệu quả. Nó thì sang cái đợt này tôi tiếp tục lồn tiếp. Tôi lồn ở đây đó là để bảo vệ sức khỏe, an toàn cho người tiêu dùng và bản thân mình nữa. Đây là anh Phát một nông dân mà anh có sáng kiến từ trồng hôm qua. Mà quá trình trồng thì anh chắc cũng tìm ra những cái bỏ chưa, mình lầm. Thì trong quá trình mà trồng như thế này nó rất là chất lượng về là an toàn thực phẩm cho người dân mình. Thì cái mô hình này thì hội nông dân xã cũng vận động là các hội viên là cũng căn cứ vào mô hình này mà nhân rộng để mà bảo vệ về cái thực phẩm an toàn cho mọi người dân. Đây là một cái hiệu quả rất là cao. Tuy mới chỉ sản xuất ở quy mô nhỏ lẻ nhưng sáng kiến trồng rau quả sạch từ những vật liệu phế thải của anh Nguyễn Văn Phát, thôn Ngọc Dạ, xã Hành Thiện, huyện Nghĩa Hành đã đóng góp tích cực vào việc bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và nâng cao nhận thức của bà con nông dân hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp sạch và bền vững.